Kính chào các bậc phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cái quyển sách Bé làm quen với toán. Và chúng ta học cái phép cộng nha, dành cho bé bước vào lớp 1. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 3 trang 6. Bài 3, bé tập tô, tập viết số 3. Đây là số 3 này các con. Đây cũng là số 3. Chúng ta số 3. Các con nhìn vào góc bên tay trái, chúng ta sẽ thấy được cái cách hướng dẫn chúng ta tô số 3. Xin lỗi, cách hướng dẫn chúng ta tập viết số 3. Trước tiên, mũi tên hướng từ đây về, chúng ta kéo ngang. Đây là dấu mũi tên kéo xuống, chúng ta kéo xuống. Tới đây, dấu mũi tên kéo về đây, chúng ta kéo về đây. Như vậy số 3 khá đơn giản. Các con cùng cô tập viết số 3 nhé. Được chưa các con? Các số 3 còn lại, các con tự tập viết giúp cô nha. Các con tự viết, nó sẽ quen tay, nhuần tay và sẽ thành. Bên dưới cũng vậy. Các số 3 các con cũng viết nha. Cô sẽ viết mẫu cho các con số 3 ở dưới đây tiếp. Số dưới các con viết nha. Sau khi tập viết số 3, bây giờ mình sẽ tập tô. Ở đây cô có 3 hình, 1, 2, 3, 3 hình cây nấm. Bây giờ mình sẽ tô hình cây nấm nha. Cô sẽ tô tượng trưng. Và các chỗ còn lại các con sẽ tô theo cái màu của quyển sách hướng dẫn ở đây. Cũng có thể các con tô cái màu mà các con yêu thích nha. Bây giờ cô sẽ chuyển sang một trang mới. Đó là làm cái phép cộng. Các con nhìn vào cái hình thứ nhất, có 1, 2, 3 cái tách trà. Hình thứ hai có 2 tách trà. Như vậy, hình thứ nhất có 3, hình số 2 có 2. Cô viết số 2. Bây giờ để bài gọi mình cộng lại, cô viết dấu cộng chính giữa. 3 tách trà cộng 2 tách trà được bao nhiêu tách trà các con? Bằng bao nhiêu? Chúng ta đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy mình có 5 tách trà. Ở đây 3 tách trà cộng 2 tách trà bằng 5. Cô sẽ viết số 5 vào cái ô vuông trống để các con dễ hiểu hơn. Cô sẽ ví dụ
tại đây cô có ba nè. Ở đây cô có hai nè. Như vậy bây giờ mình cộng lại nha. 1, 2, 3, 4, 5. Con đếm xem có đủ 5 chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi phải không các con? Chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài mới nha. Các con nhìn vào ô thứ nhất, nhìn vào ô thứ hai. Ô thứ nhất cô có 1, 2, 3, 4. Đây là cái quả trứng đó con. Quả trứng mà khi mình đánh cái vỏ ra rồi đó, thì nó sẽ chiên ra rồi đó, nó sẽ như thế này. Ở đây cô có 1, 2, 3. Như vậy ô đầu tiên cô có 4. Cô sẽ cộng cho ô thứ hai cô có 1, 2, 3. Cô có 3 thì mình sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta cùng nhau đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy tổng cộng mình có 7 quả trứng. Bốn cộng ba bằng bảy. Cô sẽ ví dụ nha. Ở đây cô có bốn nè. Ở đây cô có ba nè. Như vậy tổng cộng được bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy bằng 7 là đúng rồi phải không các con? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài mới nữa nha. Tương tự các con nhìn vào ô thứ nhất và ô thứ hai giúp cô. Ô thứ nhất cô có 1, 2, 3. Đây là 3 cái cặp. Cô sẽ cộng, đây là dấu cộng cô để xuống. Ở đây là 1, 2, 3, 3 cái cặp. Bằng bao nhiêu cái cặp? Các con cùng cô đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng là 6 cái cặp. Như vậy bằng, điền vào ô trống là bằng 6. 3 cái cặp cộng 3 cái cặp bằng 6 cái cặp. Ví dụ đây là 3 cái cặp. Ở đây chúng ta có 3 cái nữa. Như vậy tổng cộng mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái, đúng không các con? Đúng rồi. Bài học bé tập tô tập viết số 3 và phép cộng ngày hôm nay của cô đến đây là hết rồi. Các con nhớ nhấn cái nút đăng ký bên góc tay phải màn hình để nhận những cái bài học mới nhất từ cô nha. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những cái bài sau.